Em chào toàn thể các bác đam mê radio cassette xưa nhé. Nay thì em kiểm tra xử lý cho anh khách. Con này con hàng gấu đấy các bác ạ. Mono Lationa RQ548. Con này con nổi tiếng và size rất là to. Con này size 25. Chung con này con hàng là hàng khá nổi tiếng đấy các bác. Và em thấy là nhiều bác cũng là đam mê và săn đón. Con này cho anh ấy mua của bãi này rất là đẹp. Và tình trạng của con này thì anh đã gửi thợ Phú Thọ làm nhưng mà không được. Thì anh có liên hệ gửi cho em để em kiểm tra. Thứ nhất con này, một là đầu tiên là đang mất thanh dò sóng, thanh dò đài. Một là mất hai ẩn trong bởi vì thợ đã làm rồi. Thì cái này thì trước mắt sơ bộ bên ngoài đang là mất nhé. Đang là mất. Và radio đài đang sôi AM không, FM thì im này, AM thì réo này. Cái đó tạm thời từ từ sau. Bằng cassette thứ nhất là kêu leng keng, có nghe tiếng chưa? Kêu reng reng. Đấy. Kêu này thì sơ bộ em phán đoán về tiếng kêu này nó là đang bị cọ bánh đà. Đấy, em phán đoán nó là cọ bánh đà và băng nhỏ, nó nhỏ. Nó nhỏ và có dấu hiệu nghẹt. Cái này thì em sẽ tháo ra kiểm tra luôn và em, nhưng mà em phải liên hệ với anh khách trước để xem tình trạng nào, để hỏi cụ thể anh cái vấn đề này xong em mới làm. Con này thì em đã tháo ra hết các bộ phận này rồi. Thanh dò đài thì trước các bác tháo, các bác chưa lắp để nguyên. Ốc hiện tại trên này đang thiếu một con. Đấy. Thanh dò đài này tại sao mà lại không lắp? Giờ em là phải xem cái hướng nắp của nó như nào để em lắp lại đây này. Nhìn lại xem cái hướng của nó đi kiểu gì để còn lắp lại thanh dò đài này trước. Đây. Cái bác ở Phú Thọ, bác có sửa và thay một số linh kiện đây các bác này. Thì bác khách của em có yêu cầu thay cái gì thì gói lại với lại giúp. Nhưng mà ở đây về sơ bộ, ở đây em kiểm tra ở đây có khả năng cao có thể hàn thêm một con tụ này nhé. Sơ bộ này em nhìn có vẻ như hàn thêm con tụ nhé. Về con này em nhìn ấy, thì là con tài hiện tại đang chạy là dạng kéo đẩy bằng transistor và sử dụng tụ xuất âm nhé. Đây con này xuất âm tụ là cho con hàng họ làm cao cấp, họ bịt nó rất là kín. Tầng 1 này, xuất âm này. Đấy. Mấy tầng này. Thì có một con nữa là nhiệm vụ của nó là, nếu mà như không nhầm thì một con trong ba con tụ, trong ba con biến thế xuất âm này này, có một con là đảm nhiệm cho phần chuyển sang phần ghi nhá. Ở trước mắt em sẽ cắm vì em kiểm tra thử cái vế là cái vế của bên radio xem cái. Con này, tình trạng của con này đang chết công suất nhé. Tình trạng con này đang chết công suất. Nhưng mà đang test thử để lắp cái vỏ vào để test thử. Thì con này đang đóng công suất khác. Nhưng mà công suất thì bây giờ là nó không có công suất zin được. Nó không thể, bây giờ mình không thể để kiếm được công suất zin của nó. Nên là con này bây giờ đang tình trạng đang tiếng hơi nghẹt, nghe tiếng không được trong. Bây giờ là sẽ phải tìm phương án để xử lý, điều chỉnh lại, bởi vì là công suất nó không zin như của nó thì nó khó. Đấy. Tình yêu đã quất trong vụ tấn công của Hamas vào ngày 7. Đấy, tiếng nó hơi nghẹt đấy. Em chia sẻ một chút về cái con này của mình nhé. Con này của mình là chết hai con công suất này. Và hai con công suất này thì nó rất là bé. Và hai con công suất này thì nó không có hàng zin để thay nhá. Hai con này không có hàng zin thay, nghe chưa? Nên là cái con này của mình ấy, thì em đã thay hai con công suất lớn hơn. Và theo cảm nhận của em thì âm thanh nó đang to hơn nhá. Âm thanh rất là to. Còn không biết này, cái này thì phải về anh khách anh test thử. Đây, hai con này. Và hai con này thì công suất, hai con này thì là hai con to,
nên là chạy an tâm nhé, không chết được. Và đây là hai con này là con của Nhật nhé, chứ không phải con tàu đâu. Em bóc trong linh kiện của Nhật ra. Đấy, để thay cho mình hai con này. Thì thay hai con này là hiện tại đang chạy rất là ok, tiếng hay, to. Cảm nhận của em âm thanh to nhé. Con này thì em sẽ vệ sinh qua cái bên trong này nó bẩn đi. Và ở đây lưu ý một chút nữa là con này thì em đã thay lại cho mình các con tụ nhé. Thay cho mình các con tụ, thay cho mình các con tụ xịn. Kể cả là ở đây có hai con tụ về âm thanh. Thì cái tụ như này này, cái con mà có viền đỏ này, những con này con đắt tiền hơn những con tụ màu này. Đấy, tụ này nó đắt tiền hơn tụ màu này nhé. Và nó sẽ làm việc chủ chốt ở những cái điểm mà nối tầng âm thanh. Thì một số đài nó sẽ có những con tụ đó, nhất là những cái dòng đắt tiền thì nó lại phần lớn nó nhiều những con tụ như này này, phần lớn nó sẽ nhiều con tụ như này nhé. Thế này em đã thay về zin tụ cho mình rồi. Còn những con tụ của bác thợ cũ bác làm ấy, những con tụ như này này em bỏ. Đấy, em bóc ra rồi em thay về zin cho mình. Con này giờ em sẽ đi vệ sinh lại mạch mặt sau. Và con này hiện tại giờ FM chỉ 90 thôi. Em sẽ kéo lên 1.8 nhé. Rồi con này của mình đã ok nhá. Con này thì phần radio FM đã kéo lên 1.4. Bắt được cỡ khoảng 4-5 đài gì đó. Nói chung là công suất thì hiện tại em cảm thấy con này rất là to. Radio con này thì bắt led. Bảo sao mà dòng này cũng là dòng mà không hề rẻ tiền. Em test phần băng trước nhá. Ok, này ok đấy. Radio Thì mình đã lập nên thành tích ấn tượng dẫn I am với 21 điểm sau 7 trận thắng tuyệt đối. Trong khi Luxury Hạ Long tiếp tục chuỗi trận không thắng. Một cái sản phẩm mà bồi bổ cơ thể tốt cho những người muốn dậy được không? Bởi vì là rõ ràng là trong những cái sản phẩm có chứa đông trùng hạ I am lên có hướng 10 giờ. Chất có dược tính để giúp chúng ta. Nói chung 10 giờ đã to lắm rồi. Là chữa lành bệnh thế nhưng mà vừa giúp chúng đẹp em. Tiếng đẹp thật sự luôn đấy. Tái diễn nên là các chủ phương tiện dù đã được tự động gia hạn. Chúng bắt được nhiều đài đấy, chắc cỡ khoảng 5-6 đài. Sau này gì đó. Âm thanh led nhé, trầm ấm. Chung âm thanh nó ok. Còn không biết là âm thanh cũ thì chất âm thế nào, nhưng mà với cái mức độ mà xử lý lại phần công suất mà âm thanh như thế này thì em cho rất là hay. Còn không biết là nguyên bản nó hay cỡ nào thì cái này thì anh về anh nghe thì anh cảm nhận riêng. Còn mọi thứ đã ok, con này đã xong. Cảm ơn các bác đã tin tưởng gửi hàng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Có một số cái ban bệnh ấy, thì em chia sẻ một chút nữa. Một số cái ban bệnh về những cái dòng chạy biến áp xuất âm hay là xuất âm tụ ấy. Đây này, biến áp xuất âm nó là như này. Nhưng mà đây nó là trên dòng cổ các bác nhé. Biến áp xuất âm trên dòng cổ thì chạy bằng con transistor tròn cổ. Dòng transistor nó tròn như cái con tụ này, nhưng nó là ba chân. Còn như cái đời sau này, những cái đời sản xuất sau này thì họ chạy bằng biến áp xuất âm, nhưng họ chạy bằng transistor dạng dẹp như này. Còn đâu là không, ví dụ như không chạy biến áp xuất âm này thì họ sẽ là xuất âm bằng xuất âm tụ. Đấy, xuất âm tụ. Như một số cái đời âm ni nghe nhạc nó cũng có biến áp xuất âm và xuất âm tụ. Rồi, chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau.